Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở. Đón vận may bất ngờ, làm đâu chúng đó, chúng số liên tiếp, tiền bạc ào về, trả sạch nợ nần, đổi đời xứng tầm đại gia. Chào mừng quý vị đã đến với video đặc biệt ngày hôm nay, nơi chúng tôi sẽ bật mí về những dấu hiệu quý báu mà người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 có được, được biết đến là những người mạnh mẽ, kiên định và luôn mang trong mình năng lượng tích cực. Tuổi Đinh Tỵ còn được trời phú cho những dấu hiệu đặc biệt, chứng tỏ họ là những người có căn lành, được Phật trời che chở và hộ trì. Trong cuộc sống đầy thăng trầm và biến động, việc nhận ra và hiểu rõ những dấu hiệu này không chỉ giúp chúng ta tự tin hơn, mà còn biết trân trọng và phát huy những phước lành mà mình đang có. Vậy những dấu hiệu đó là gì? Làm thế nào để nhận biết rằng bạn đang được Phật trời bảo vệ và che chở? Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị khám phá 7 dấu hiệu đặc biệt này. Đây không chỉ là những tín hiệu của sự may mắn, mà còn là minh chứng cho việc bạn đang được hưởng phước lành từ những thế lực tâm linh cao cả. Qua đó, quý vị sẽ hiểu thêm về bản thân, cảm nhận sâu sắc hơn về những điều tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh mình. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá những dấu hiệu này để cảm nhận sự bình an và phước lành trong cuộc sống. Đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn và hữu ích nào khác. Nào, chúng ta hãy bắt đầu hành trình khám phá 7 dấu hiệu của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 ngay bây giờ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp phải những khó khăn, trắc trở, những biến cố khiến cho chúng ta gục ngã khi gặp phải những tình huống ấy. Điều cần thiết nhất với mỗi người là cố gắng giữ vững tinh thần và suy nghĩ thật tích cực. Suy nghĩ tích cực là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Suy nghĩ tích cực giúp chúng ta nhìn nhận và đánh giá các tình huống từ một góc nhìn khác, tập trung vào những khía cạnh tích cực và tìm kiếm giải pháp cho những thách thức. Theo giới tử vi nhận định, trong 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì tới đây, tuổi Đinh Tỵ có hung cát đan xen và tin vui là khoảng thời gian sắp tới. Con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, mang theo những cơ hội tài lộc đến. Đây là lúc bản mệnh có thể có cơ hội trúng số, giàu nhanh và thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những cơ hội này, chúng ta cần có chuẩn bị và hành động đúng đắn. Cụ thể là gì? Mời quý vị đồng hành cùng chúng tôi khám phá bí mật này nhé! Tiết lộ sự thật chấn động về 7 dấu hiệu tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, phất lên làm đại gia, tiền vàng chất như núi. Đôi lời minh đường tử vi xin nhắn gửi tới anh chị tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Anh chị thân mến, trên hành trình cuộc sống luôn có hoa hồng chen lẫn với sự chông gai, hoa hồng thì thơm và đẹp, gai góc làm ta đau. Không có cuộc sống của bất kỳ ai là chỉ toàn tiếng cười và cũng chẳng có cuộc sống của ai chỉ toàn là tiếng than khóc. Bạn có biết rằng, nếu bạn có thực phẩm để ăn, đủ quần áo để mặc, có nhà để che mưa, che nắng, thì bạn đã sướng hơn 75% người trên thế giới này. Nếu bạn có đủ tiền để tiêu, có tiền để làm từ thiện, có tiền gửi trong ngân hàng, thì bạn đã thuộc về 8% người giàu trên thế giới này. Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy khỏe hơn ngày hôm qua, thì đã may mắn hơn 1 triệu người. Sẽ không thể sống sót vượt qua tuần này. Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay đau khổ hay tù tội, thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới này. Và nếu bạn không có của cải hay tài sản gì cả, nhưng bạn vẫn có một thân hình lành lặn với đầy đủ nhận thức, thì bạn đã may mắn hơn hàng triệu người khác trên thế giới này. Vì có hàng triệu người tàn tật đang sống trên trần gian, có thể bạn cảm thấy khổ vì đang đi đôi giày rách, nhưng bạn có biết rằng, có rất nhiều người mong ước có chân để mà xỏ giày cũng không được. Có một ông tỷ phú đêm nào cũng cầu trời khấn Phật cho ông ta một con mắt, bởi vì ông ta bị mù, đôi lúc không phải ta thực sự bất hạnh hay thiếu thốn gì, mà do chính ta cường điệu nói lên, hoặc ta không biết bằng lòng với những gì mình đang có và luôn so sánh với người khác, mà chỉ luôn thấy rằng, mình không có chứ không nhớ đến cái mà mình đang có. Một người luôn biết đủ, luôn thấy nhẹ nhàng, tâm hồn quá đặc nên tư duy thì cũng sáng trong hơn, công việc cũng trở nên thuận lợi và gặt hái được những thành công hơn, biết đủ. Đó là cửa ngõ của thành công và là một loại cảnh giới của hạnh phúc. Bạn nên học cách biết ơn và hạnh phúc với những điều tưởng chừng chỉ nhỏ nhoi, nhưng mang giá trị vững bền. Như cảm giác được hít thở không khí khi chạy bộ chẳng hạn, nó không hề tốn một số nào, nhưng luôn cần thiết vì lại đem lại nhiều năng lượng tích cực cho cuộc sống của bạn. Bên cạnh đó, hãy lên kế hoạch để thực hiện những gì mình muốn, bằng lòng với những gì mình có để sống an yên, không mộng mơ tưởng viễn vông. Nhưng biết theo đuổi ước mơ là phẩm chất của người có tinh thần cầu tiến. Phàm là người thông minh ai cũng có tham vọng và ước mơ, hạnh phúc không phải là kết quả, mà là một cuộc hành trình.
Nếu bạn thích một chiếc điện thoại mới ra, được bạn chạy vạy vay mượn để có ngay được nó, hạnh phúc ấy chỉ là niềm vui ngắn hạn mà thôi. Nhưng nếu bạn lên kế hoạch trong 3 tháng, cật lực làm việc trong tâm trạng háo hức để chờ đợi được sở hữu chiếc điện thoại đó, ước muốn tạo nên cái năng lượng tích cực để bạn làm việc, hối thúc bạn cố gắng và khi bạn đạt được mục tiêu, cảm giác sảng khoái và hạnh phúc là điều vô hạn, đó cũng là dấu hiệu của một người giàu có. Mọi giá trị của cuộc đời này đều được định đoạt bằng sức lao động, phàm cái gì càng có được dễ dàng, con người càng ít trân trọng và dễ bị lãng quên, khi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được, thì thành công ấy mới vẻ vang và đáng tự hào. Cuộc đời mỗi người không tính bằng giờ, bằng ngày, bằng tháng, tính bằng năm, bằng những cuộc hành trình, là phép cộng của những kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và là thánh đường của cuộc sống. Chính là kết quả của những kế hoạch, bất kể bạn tìm đường đi đơn thuần hay tìm kiếm con đường dẫn tới tương lai, hạnh phúc, bạn đều cần trang bị cho mình tấm bản đồ để không bị mệt mỏi. Vì đi sai đường và không mất nhiều thời gian, công sức, thậm chí phải đánh đổi hay là trả giá để sửa chữa những sai lầm không đáng có, bạn sẽ biết rõ. Xuất phát điểm cũng như mục tiêu bạn định đi tới và quan trọng hơn, bạn sẽ định vị chính xác lộ trình mà bạn cần phải đi để có thể hướng tới một cách nhanh nhất, ít rủi ro nhất. Có những con đường thẳng tắp để đi tới đích, có những con đường ngoằn ngoèo và nếu bạn chịu khó nghiên cứu, ta sẽ thấy có thêm những con đường tắt vô vàn đường đi, ta phải biết quyết định hướng đi và quyết định đi theo con đường nào. Bạn biết cách lựa chọn đường đi thuận lợi nhất cho mình thì hãy kiên trì, sẽ thấy được những điều kỳ thú. Nếu bạn chấp nhận để cho cuộc sống của mình chỉ mang lại cho mình những thứ không có gì là mới mẻ, thì bạn sẽ chỉ cứ thế trôi dạt theo dòng chảy của cuộc sống. Không phải tất cả các tấm bản đồ đều dẫn tới kho báu, nhưng nếu bạn nghiên cứu kỹ con đường, khi các nhà quân sư nghiên cứu chiến thuật trước khi ra trận, thì có lẽ cơ hội để sở hữu kho báu không ngoài tầm với, đó cũng là cách tư duy khoa học của người nhà giàu. Đôi lời dành cho Đinh Tị ở tương lai gần, điểm dừng chân trong cuộc hành trình của Đinh Tị là ở năm 2027, đấy là năm họ đạt được cái đỉnh ưu việt trong kiếp nhân sinh của mình, ổn công việc, an gia đình, tựu thành cho những dự định dài lâu. Nhưng trước đó, họ cần phải giải quyết sự khó khăn cùng cực trong 2025 trước khi có thể đạt được sự nghỉ hưu sớm, an yên trong hậu vận của bản thân. Nói một cách giản đơn, trước khi chạm đích ở 2027, Đinh Tị cần giải quyết nốt đoạn đường nhấp nhô ở 2025. Việc chạm đích ở đây không có nghĩa là dừng lại hay cuộc sống kết thúc. Nó giản đơn là năm bạn có được những nền tảng thật sự vững mạnh để không còn tiếp tục phải lo toan. Sau khi có được nền tảng đấy rồi, việc có làm tiếp hay không, có phát triển tiếp hay không là do bản thân Đinh Tị lựa chọn. Không như hiện tại lắm thứ thân bất do Đinh Tị không muốn làm, nhưng vẫn cứ phải vất vả ngược xuôi. Vì Đinh Tị là một cái tuổi đã có sự trưởng thành và phân nhánh trong những lựa chọn cuộc đời nhất định, nên bản thân mình rất ít khi nhắc tới, vì khó có một sự lựa chọn chung tổng quan cho họ. Tuy nhiên, trong cái đoạn 2025 đến 2027 quan trọng này thì hầu hết sự vận hành của Đinh Tị sẽ đều tương đồng của nhau. Vậy nên, để vượt qua 2025 một cách dễ dàng nhất và đạt được đỉnh 2027 một cách viên mãn nhất, sẽ chỉ xin nhắc nhớ Đinh Tị 5 điều thế này. Thứ nhất, 2024 là năm của sự chuẩn bị, nên những gì Đinh Tị đang gặp phải, đã giải quyết và sẽ đối diện vẫn còn dễ dàng lắm thay. Nên cần tranh thủ 2024 mà hoạch định tương lai, nghiêm túc tính toán cho những giai đoạn sắp tới của bản thân. Thứ hai, lại nói 2025 là một năm khó khăn của bản thân Đinh Tị, nhưng hạn không phải là mưa đá từ trên trời rơi xuống, mà một phần hạn sẽ là những thứ được thai nghén từ hiện tại 2024, nên sẽ có những dấu hiệu hoặc giả những hạt mầm tiêu cực trổ từ thời điểm bây giờ. Nếu bạn đủ tỉnh táo và đủ thông thái để nhìn nhận thấu đáo, bạn sẽ giải quyết được phần nào những dấu hiệu này. Một phần hạn còn lại sẽ do người ngoài mang tới, nó có thể là đối tác, là người bạn cưu mang hoặc giả cũng có thể là người thân trong gia đình, kể cả là những người mà bạn thương yêu. Tin tưởng, họ sẽ gây ra vấn đề và tống cho bạn giải quyết, nên tốt nhất không có cái tâm hại người thì cần có cái lòng phòng người, đường đời sẽ đỡ mỏi mệt hơn vài phần. Thứ ba, hạn chế cả nể, hạn chế cả tin, chỉ cho vay khi bạn xác định có thể mất khoản đó, tránh tuyệt đối việc lấy uy tín, danh dự hay quan hệ. Vị trí của bản thân ra bảo lãnh cho bất kỳ ai, dù có là họ hàng hay bạn bè thân thiết, hay người ta đảm bảo với bạn họ sẽ thế lọ thế chai. Lọ chai thường chỉ để bán đồng nát, nên cuối cùng, người nai lưng ra gánh do tin lời hứa hão vẫn cứ là Đinh Tị mà thôi. Thứ 4, rất tiếc khi phải nói rằng, Đinh Tị không phải bản mệnh có nhiều tham vọng, sự giỏi họ có, sự uyên bác họ nhiều, nhưng họ thiếu sự tham lam. Yếu tố quyết định để đạt được hết thành tựu trong khả năng của mình, họ cũng thiếu tính dám tranh giành,
cùng với thiếu sự quyết liệt, mưu mô, thành thử, họ sẽ chỉ vui vậy trong khu vườn của bản thân, chứ ít khi thò chân đi sang đất người lạ mà chinh chiến. Tính cách của Đinh Tị thích hợp là một người nghiên cứu hoặc giả một người quan sát ngắm dòng đời nhiều hơn, tuy nhiên không có sự tham. Nhưng Đinh Tị có một yếu tố là nguồn cơn của động lực cho những sự lao động chăm chỉ của bản thân, đấy là việc họ sống giàu tình cảm, có trách nhiệm với những người yêu thương, xuê xoa với bản thân mà cầu toàn cho ba mẹ, vợ chồng, con cái, mình thì thế nào cũng được, mà luôn mong những điều tốt nhất dành cho những người mình quan tâm nhất. Đây sẽ là động lực để Đinh Tị phấn đấu, nhằm tạo ra một điều kiện lý tưởng nhất để chăm sóc cho thế giới nhỏ của bản thân mình. Nên dù có chuyện gì khó khăn đến với bạn trong 2025, mong bạn đủ can trường mà vượt qua, lấy những người bạn yêu thương tiếp tục làm động lực phấn đấu để đạt được sự an yên trong cái năm 2027 tiếp kế này. Và thứ năm, đó là có lẽ vì được sinh ra trong cái thời gian đất nước còn đang phát triển Internet chưa có, con người hãy còn ban sơ, nên cái thế giới quan, nhân sinh quan của Đinh Tị nó vẫn còn đẹp lắm, còn theo đuổi những giá trị, chân, thiện, mỹ nhiều lắm. Là một Đinh Tị sẽ rất dễ dàng bén duyên với những chân lý của đạo đời, với những giáo lý của sự buông bỏ, chấp nhận nhân quả trong đời. Nhưng mong bạn hiểu trước khi làm tu sĩ, cần phải là chiến sĩ, một chiến binh can trường làm tròn toàn bộ những trách nhiệm trên đường hồng trần, sau đó mới là câu chuyện buông bỏ tu tập dài lâu. Đừng nghĩ ta tranh tức là ta sai, hay ta tham vọng tức là ta tham lam, cái gì xứng với sức lao động của bản thân tức là cái Đinh Tị ta đáng được hưởng. Mong bạn sống một đoạn rực rỡ, tận dụng hết khả năng của mình, xây được một nền tảng mà an ổn cho cuộc sống lâu dài, hoặc giả có thể Đinh Tị sẽ chẳng muốn cố gắng nhiều đến thế. Nhưng thời thế sẽ có cách để ép bạn phải chuyển động vào guồng, nên thay vì bị ép, hãy chủ động nhiều hơn, hãy cứ làm khi còn có thể. Cứ nắm lấy cơ hội nếu thấy tiềm năng, có trí tuệ, có kiến thức, có tư duy, có tầm nhìn là để sử dụng, không phải để hời hợt khiến uổng phí nhiều khi. Và tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vận mệnh, tính cách cuộc đời tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 này nhé. Theo tử vi tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, mang mệnh thổ, được biết, Đinh Tị là những người bạn chân thành và trung thành hết mức. Bên cạnh đó, những chú rắn này thông minh, tài trí, song cũng là rất khó nắm bắt. Họ có sức quyến rũ và cuốn hút bởi sự thú vị và bí ẩn của mình, khiến cho người đối diện không khỏi tò mò họ là con người như thế nào. Bản mệnh sinh năm 1977 là người khiến cho tình bạn luôn sống mãi, bạn bè thích ở bên cạnh vì cảm giác được quan tâm và thấu hiểu, luôn cảm thấy chè chung như những buổi đầu quen biết, dù tình bạn đã kéo dài bao lâu đi chăng nữa. Song họ cũng đòi hỏi sự trung thành từ bạn bè mình, nếu phát hiện thấy mình bị phản bội họ sẽ bị tổn thương sâu sắc, không bao giờ quên, cũng không bao giờ tha thứ cho người đó. Tuy nhiên, số ít Đinh Tị có thói xấu là hay đố kỵ, có thói quen kiểm soát những người ở bên cạnh mình, đặc biệt, những người này thể hiện ham muốn chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt với người mình yêu, tuy nhiên, họ biết cách làm cho mọi chuyện khéo léo hơn, chứ không quá chuyên chế độc đoán. Khuyên bản mệnh nên biết cách dùng lý trí để tiết chế cảm xúc, bình tĩnh, chứ đừng để cảm xúc dẫn đường, chuyện tình yêu không mấy thuận lợi, song nếu biết cách cải thiện bản thân, thì vẫn sẽ có được sự cân bằng, mọi chuyện nên khéo léo, hài hòa, chớ để nóng giận đánh mất lý trí, cũng hạn chế tranh cãi với bạn đời của mình, đôi khi sẽ dễ dẫn đến sứt mẻ tình cảm. Con giáp sinh năm 1977 này ghét nhất là bị ràng buộc, bị người khác khống chế, kiểm soát bất cứ lúc nào, tuy cơ hội kiếm tiền rất nhiều, nhưng cũng không hề dễ dàng nắm bắt, nếu biết cách chớp lấy thời cơ và cố gắng hết sức mình, thì sẽ giành được thành công rất lớn. Theo tử vi chọn đời tuổi Đinh Tị, vận mệnh người tuổi này khá tốt, họ có đầu óc tư duy tốt, phản ứng nhanh nhạy, thích thể hiện. Có điều cần chú ý đừng quá mạo hiểm, mà hãy tìm cho mình con đường đúng đắn và cách thức an toàn thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh với những cuốn sách, quyển truyện, sự ồn ào, tấp nập của đám đông ngoài kia khiến Đinh Tị cảm thấy mệt mỏi và phiền phức. Trong công việc, một khi đã đạt ra mục tiêu, kế hoạch cho mình, Đinh Tị luôn kiên quyết thực hiện đến cùng. Chừng nào chưa đạt được thành công đối với Đinh Tị, họ sẽ không bỏ cuộc, dù cho người khác có gièm pha, đàm tiếu, thì Đinh Tị vẫn kiên định giữ vững lập trường. Khi làm việc, họ tập trung cao độ, không để tư tưởng của mình bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì, càng không để chuyện tình cảm xen vào công việc. Đinh Tị thích hợp với những công việc lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận logic, sáng tạo. Khi gặp phải khó khăn, rắc rối, thái độ bình thản của họ dễ khiến người khác hiểu lầm. Con giáp này không hề lười nhác,
trốn tránh trách nhiệm, họ chỉ đang tập trung cao độ để giải quyết vấn đề, không lo sợ cũng không lúng túng. Bản chất gan dạ của Đinh Tị khiến nhiều người nể phục. Con đường xây dựng sự nghiệp của người tuổi này có khá nhiều vận may, tài lộc. Mỗi lúc khó khăn, người này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, tháo gấp mọi rắc rối. Rất nhiều cơ hội tốt đang đợi bạn ở phía trước. Tuy nhiên, nếu không biết nắm bắt, họ sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Đinh Tị có lòng thương người, hay quan tâm, chăm sóc người khác, cũng có thói quen lắng nghe và chia sẻ những tâm tình của bạn bè. Song trong chuyện tình cảm, họ lại hay suy nghĩ quá mức, thể hiện tình yêu quá nhiều, dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Cái chính là con giáp này nên dành thời gian để nhìn nhận, đánh giá lại bản thân, bởi mọi việc đến với ta đều mang một ý nghĩa tích cực. Quan trọng nhất là bạn tập trung vào con người chúng ta muốn trở thành. Một tuổi Đinh Tị bao dung, vui vẻ và nhân hậu. Vậy nên, có ai đó đối xử với bạn theo bất kỳ cách thức nào, bạn cũng hoan hỉ, bởi vui vẻ, hạnh phúc là chìa khóa của sống thọ quý vị nhé. Và theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, tuổi Đinh Tị sẽ đón nhận những vận may và những điểm hung cần tránh là gì? Hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, con giáp tuổi Đinh Tị thường gặp khó khăn trong các quyết định, bạn suy nghĩ, cân đo đong đếm rất nhiều và điều này là cần thiết để có thể gia tăng cơ hội tốt, hạn chế tối thiểu những rủi ro, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít, nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi, vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật, bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự. Nguyệt lệnh rơi vào đế vượng cho thấy, tham vọng của con giáp sinh năm 1977 bạn muốn có nhiều hơn, nên tập trung vào tính hiệu quả. Trong quá trình này, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp, thế nên, việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi. Cuộc sống này là vậy, nếu cố gắng trở nên hoàn hảo sẽ chỉ thêm mệt mỏi. Việc của bạn không phải là làm hài lòng tất cả mọi người mà nên tập trung cố gắng, giúp được nhiều người nhất có thể. Theo tử vi, thời gian tới đây Đinh Tị sẽ có tiểu hao hung tinh gây điềm báo tai nạn bất ngờ. Cho nên dù bạn có lên kế hoạch cẩn thận, cũng không được chủ quan, quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra. Tiếp đến là tử vi chi tiết từng phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Tị, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật che chở hộ trì. Về sự nghiệp tuổi Đinh Tị. Theo tử vi nhận định, khi Đinh Tị có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, thì vận trình công việc diễn ra đều đặn, yên ổn. Nên bạn không có gì phải lo nghĩ nhiều cả, nhưng cũng có thể, đó là vì bạn không nhận ra có những sai sót nhỏ, hiện tại chưa ảnh hưởng gì nhưng lại là nguy cơ cho tương lai. Thêm vào đó, Đinh Tị còn có quý nhân giúp sức, nên được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Dù vậy, bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ đó một cách kín đáo. Giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực, nên xứng đáng được như vậy, có thế mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, cát khí cũng tạo điều kiện để bản mệnh chăm chút cho các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác, sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng, đồng sức trong văn phòng, càng khiến con đường tiến thân của bạn rộng mở. Hãy nhớ rằng, một tâm trí đã được gột rửa sẽ định hình và đưa bạn đến gần hơn, nhanh hơn với những kết quả đáng khao khát trong tháng tới. Có những mối quan hệ cần phát triển, nhưng bên cạnh đó, bạn cũng phải dẹp bỏ một số không ít. Cục diện tương hại cảnh báo, bản mệnh nên cẩn trọng trong quá trình kết giao với người khác, chớ nên tin theo lời điều tiếng của người ngoài, hãy chú ý đến cách cư xử của bản thân, cũng như không cố tình nói những lời xúc phạm hoặc gây tổn thương cho người khác. Làm được những điều này, bạn có thể giúp bản thân tránh được nhiều mâu thuẫn, thị phi do kẻ tiểu nhân ngấm ngầm tìm cách phá hoại. Tuy nhiên, mọi thứ không hề tệ như bạn nghĩ. Nếu bạn muốn thay đổi bất cứ điều gì, xung quanh bạn luôn hiện hữu những cơ hội tiềm năng, quan trọng là bạn biết nắm bắt và tận dụng các thế mạnh của mình. Về tài lộc, phương diện tài chính của Đinh Tị sẽ trở nên tốt đẹp hơn, khiến bạn cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trước rất nhiều. Nếu đã có dự định mua một món đồ nào, thì đây là thời điểm khá thích hợp cho bạn đấy. Tuy nhiên, nên cân nhắc giá cả và xem xét trước khi ra quyết định để tránh lãng phí tiền bạn nhé. Bát bạch bay về phương Đông Bắc, mang tới cơ hội phát tài, lợi về điền sản. Nếu có những khoản đầu tư khôn ngoan từ trước đây, thì lúc này tiền tự đến, không cầu cũng có nên không cần suy tính nhiều. Người làm công việc cố định trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính, phụ đều được cải thiện, công việc suôn sẻ thì tất nhiên cũng kéo theo tài chính dư giả. Nhất là khi chính tài cho thấy, những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp đường tiến thân rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định về sau. Nếu với những ai thấy mình không có những tiến triển về tài chính nào,
thì bạn cũng đừng vì thế mà ngồi đợi vận may, bạn phải chủ động hơn để tìm kiếm cơ hội của mình. Cho dù hiện tại bạn không thấy thay đổi, nhưng có thể chúng rất nhỏ và cần thời gian đủ để tiến xa hơn trong tương lai. Dù làm công việc gì đi nữa, thì cục diện tương hình cũng khuyên bạn nên tập trung vào nhiệm vụ chính, tránh vì ham kiếm tiền mà bỏ thêm thời gian cho các công việc tay trái, tự đẩy mình vào tình trạng lao lực, mà cuối cùng thì kết quả đều không được tốt. Về sức khỏe, vận trình sức khỏe của bản mệnh có nhiều thay đổi, lúc lên lúc xuống, khó có thể dự đoán được, thế nên khi có cảm giác mình đang khỏe mạnh cũng không được chủ quan, nên tránh xa các hoạt động quá sức. Tâm trạng không vui nên đôi lúc bạn ăn không ngon, chỉ muốn bỏ bữa và đây cũng là nguyên nhân giảm cân hoặc tăng cân bất thường đối với một số người. Vì thế, dù không ăn được nhiều, bạn nên chia thành các bữa nhỏ. Khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi quá mức, bạn cũng không nên tiếp tục bắt ép bản thân mình làm việc. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi thể lực. Khi tinh thần minh mẫn, tỉnh táo, bạn cũng cảm thấy có đủ sức mạnh để khắc phục các vấn đề. Về tình duyên, tử vi nhận thấy đối với Đinh Tỵ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, sẽ mang tới tin vui có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh. Các cặp đôi, thời gian này gia tăng sự thấu hiểu, ai cũng cố gắng chia sẻ, lắng nghe nhiều hơn để cùng nhau cải thiện mối quan hệ, giúp cho tình cảm ngày càng đi lên. Bát Bạch bay về phương Đông Nam trong tháng này cho thấy, bản mệnh dễ có nhiều chuyện vui, nhất là về đường tình duyên, có thể sẽ gặp được người mình thầm thương. Người đang một mình đã có thể thoát ra khỏi tình trạng buồn phiền của mối quan hệ cũ, sẵn sàng cho những dự định mới tốt đẹp hơn, những cặp vợ chồng thời gian này được ở bên con cái nhiều hơn. Cả hai không chỉ cùng nhau đi qua thăng trầm cuộc sống, mà còn hỗ trợ nhau rất nhiều trong việc chăm sóc con cái, gia đình nội ngoại đôi bên. Kính chúc quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, luôn giữ tâm thế vững vàng, mạnh mẽ và bình an vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Tiếp theo là tử vi chi tiết dành cho Đinh Tỵ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tử vi tuổi Đinh Tỵ trong tháng 6 âm lịch. Tử vi tháng mới cho thấy, tương hại khiến công việc của bản mệnh gặp nhiều trục trặc và hay vướng vào thị phi nhảm nhí, vì ở thời điểm hiện tại, rất nhiều kẻ ghen ăn. Tức ở với sự thành công của bạn, bạn cũng là người dễ nổi nóng và thẳng như ruột ngựa, nên hiếm khi có đồng nghiệp thân thiết, toàn nói ra những điều không ai dám nói. May mắn có chính tài vớt vát lại đường tiền bạc cho Đinh Tỵ, bạn có thể yên lòng với tình hình ví tiền của mình ở thời điểm này. Trong thời điểm kinh tế khó khăn này mà công việc của bạn vẫn có lương ổn định, thì phải nói là bạn may mắn hơn người khác rất nhiều lần rồi. Hoàn cảnh kêu gọi bạn phải thương lấy bản thân mình và bớt tin người, bớt hy sinh cho người ấy khi yêu, có lẽ vì mải cho đi nên bạn cũng quên rằng mình đang cần được chăm sóc. Nếu như bỏ bê bản thân thêm một thời gian nữa, thì không những tinh thần mà sức khỏe thể chất của bạn sẽ héo mòn như đường tình duyên. Tử vi tuổi Đinh Tỵ tháng 7, tháng 8 âm lịch. Tin vui là hai tháng này, tam hội đem tới cơ hội làm ăn và gặp được những người tốt bụng trong công việc cho người Đinh Tỵ. Bạn vốn dĩ là con giáp thiện lương, đặt uy tín và tâm đức lên hàng đầu trong công việc, nên nhờ thế mà lộc lá cũng về theo. Có vẻ như sắp tới, sẽ có người muốn hại bạn nhưng không thành, vì thời gian này bạn vẫn có quý nhân che chở, thực thần đem tới lộc ăn uống. Vui chơi tiệc tùng cho bản mệnh trong tuần này, có thể bạn sẽ được người khác bao ăn uống hoặc nhận được lời lãi từ khách hàng, người quen, hãy cứ thoải mái đón nhận, đừng suy nghĩ nhiều. Bạn cũng không ngần ngại cho đi, khi thấy hoàn cảnh khó khăn, nếu dùng tiền để mua hạnh phúc cho người khác, thì bạn rất hoan hỉ sẵn lòng. Đường tình cảm rất tốt, bạn đang có mối quan hệ hài hòa và yên bình, yêu đương ngọt ngào nên nắm lấy, bạn nên lắng nghe đối phương nhiều hơn. Đừng để kẻ thứ ba có cơ hội chen vào chuyện tình cảm của mình và cũng đừng nghe lời người ngoài phán xét linh tinh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ tháng 9, tháng 10 âm lịch. Trong hai tháng này nhận thấy, đây là khoảng thời gian khá may mắn đối với con đường sự nghiệp của Đinh Tỵ. Bạn giữ được đầu óc tỉnh táo và nhanh nhẹ, nên luôn đi trước đón đầu, nắm bắt được cơ hội khẳng định bản thân, khiến lãnh đạo và mọi người xung quanh phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Tình hình tài chính khởi sắc vào thời điểm giữa tháng trở đi, bạn có khả năng phân tích tình hình chính xác, nên luôn đi trước đối thủ một bước, trong khi người khác vẫn còn đang băn khoăn trong các quyết định, thì bạn đã kiếm được tiền về đầy túi. Tuy nhiên, sao xấu ngũ quỷ khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Phương diện tình cảm khá bình ổn, nếu có thời gian rảnh, bạn nên cùng người ấy tìm cách hâm nóng tình cảm đôi bên.
hai người có thể dùng một bữa tối lãng mạn bên nhau hoặc cùng tham gia vào một chuyến du lịch ngắn ngày. Tử vi tuổi Đinh Tị tháng 11, tháng 12 âm lịch. Hai tháng cuối cùng của năm 2024 Giáp Thìn, không khí ở chỗ làm khá hài hòa, bạn và mọi người chung sức, chung lòng để vượt qua những khó khăn trong nhiệm vụ của mình. Với những ai đang tìm việc, có thể cần phải hoàn thành một số nhiệm vụ công việc một cách độc lập. Điều này sẽ nâng cao khả năng của bạn. Bản mệnh cần thay đổi tư duy tài chính của mình để tránh rơi vào vòng luẩn quẩn trong đầu tư. Đánh giá rủi ro một cách cẩn thận và tìm ra các phương pháp quản lý tài chính mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn để đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng về lâu, về dài. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi Đinh Tị nhé. Bạn cần thay đổi thái độ và duy trì sự tích cực, lạc quan. Chỉ cần bạn luôn mỉm cười trước khó khăn, thử thách, bạn sẽ gặp nhiều may mắn và cơ hội hơn. Quý vị thân mến, trong hành trình sinh mệnh của chúng ta thường có những cảnh gặp gỡ, rồi lại chia ly hay những vị khách qua đường vội vàng cất bước rời đi. Chúng ta cứ ngỡ rằng trong tình yêu chỉ cần có tình cảm với nhau là đủ, mà lại coi nhẹ trình tự xuất hiện của họ trong cuộc đời mình. Dẫu gặp đúng người nhưng không đúng lúc thì cũng chẳng thể có được kết cục như ý. Mỗi người chúng ta gặp trong đời, trình tự xuất hiện của họ quả thực rất quan trọng. Rất nhiều người nếu thay đổi thời gian quen biết nhau thì có khi cuộc đời lại rẽ sang những ngả đường khác. Không cần quá nhiều người bước vào đường đời của bạn. Nếu gặp được người yêu bạn, hãy học cách cảm ơn. Nếu gặp được người bạn yêu, hãy học cách phó xuất. Nếu gặp phải người bạn hận, hãy học cách tha thứ. Nếu gặp phải người hận bạn, hãy học cách xin lỗi. Nếu gặp phải người mến mộ bạn, hãy học cách mỉm cười bao dung. Nếu gặp phải người bạn mến mộ, hãy học cách tán dương chân thành. Nếu gặp phải người đố kỵ với bạn, hãy học cách sống lặng lẽ. Nếu gặp phải người bạn đố kỵ, hãy học cách chuyển hóa cảm xúc tiêu cực này. Nếu gặp phải người không hiểu bạn, hãy học cách sẻ chia. Nếu gặp phải người bạn không hiểu, hãy học cách cảm thông. Yêu không phải là tìm một người hoàn mỹ, mà là học cách dùng ánh mắt hoàn mỹ để mến mộ một người. Mỗi người tiến nhập vào cuộc sống của bạn đều có sứ mệnh và nhiệm vụ của riêng họ. Có người dạy bạn cách trưởng thành, có người đi với bạn tới cuối con đường, có người lại biến mất không hình không bóng, có người vẫn chờ đợi bạn ở nơi ban đầu. Khi gặp đúng người vào đúng lúc, đó gọi là tình duyên. Khi gặp đúng người mà không đúng lúc thì gọi là hữu duyên vô phận. Bạn thật may mắn nếu trong một thời gian phù hợp, tại một địa điểm phù hợp, lại gặp được một người phù hợp với mình. Kỳ thực, điều nuối tiếc lớn nhất của đời người không phải là bỏ lỡ một người hoàn hảo, mà là khi bạn gặp được một người muốn chăm sóc bạn cả đời. Bạn lại đánh mất những thứ thiêng liêng nhất cần dành cho người ấy. Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn vào thời điểm nào thực vô cùng quan trọng. Vậy nên, gặp đúng người dẫu muộn một chút cũng chẳng sao. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.